Hai chị anh em vào chị ở nước mình là tổng chị 8 giúp quay trở lại chúc bạn trong video Hoàng Nam xem số 80 một video một à cực kỳ ngon chất lượng các bạn ạ. Hơi đáng tiếc một tí là bạn thì không đủ đồ cho yêu tiền cọc, không thì thật sự các bạn là còn bay tốt còn kinh hơn nữa. Đồ bạn thì đang dồn toàn bộ cho Sekiri mod, các bạn nhìn thấy chênh lệch chiến với hai con nó là một vực một trời đúng không? Đấy, các vị trí còn lại bao gồm Teriko, Hotaru, Mashima và cuối cùng là Metro đều bình bình. Đấy, mạnh nhất thì vẫn là Sakiremon 478.000 chỉ số công. Như vậy nếu như đối phương mà có gọi là có 10 con võ sĩ thuộc hệ Akuda băng thì nghe chừng sẽ khó chơi. Đấy, tuy nhiên thì AGC vừa 80 nên là số lượng người mà có Akuda băng S Max thì cũng không nhiều đâu. Nên là các bạn chơi cũng không không lo lắng lắm về cái chiến thuật này đâu. Còn có Maxima S Max đi đi với Hotaru à đi với Sakiremon là bài mắc pinh hiện nay rồi. Chúng ta còn có Hotaru từ 1. Major và Teriko lục môn. Tất nhiên thì Ryu Hiên cầu nhị môn thôi. Bộ hồn năm của A cũng mình cũng đánh giá khá cao với một hồn năm bảo tố 5 sao. Hội còn lại thì không quan trọng lắm. Ở server 80 có bảo tố 5 sao là điều kiện cần mà cũng là điều kiện đủ luôn rồi chứ không thể nào đòi hỏi được full bộ hồn năm. Sau này nó ra hồn năm bảo tố ấy, à nó hồn năm sói cừu ấy, thì sẽ là hướng tới cho các bạn server mới phải lấy nhá. Đấy. Về rune chúng ta có một bộ rune đầu chưa đầy đủ, hai bộ gọi là hai bộ nhé, chúng ta chưa đầy đủ lắm. Bây giờ đây còn có vai nữa nhưng mà bạn ấy không chơi vai minh chuẩn thay vào đó chơi yêu thiên cầu thì cái này tùy thuộc vào sự soi xét của các bạn, mỗi cái một cái hay. Thời điểm này vai minh chuẩn mình đánh giá không còn đánh giá cao như thời ngày xưa nữa, thế nên là các bạn không dùng vai minh chuẩn nữa mình thấy cũng không vấn đề lắm. Ok mình nhận check các tính năng như run bím chip một lắm vân vân. Các bạn muốn chạy nhanh không cần phải nhìn nhiều thì các bạn nhìn cho mình tốc lực chiến đang là hạng 1x nhá. Đấy 5,6 triệu thật ra với cả 5,9 triệu nó ngang ngang nhau thôi đúng không? Đấy, uy lực hiện nay là 58k. Wow, tay vừa sặc S78 này hắn ăn cái gì mà hắn lên uy lực cao thế. 92k. Sama nhỉ. Đấy, nói chung đây không phải một ạc chơi uy lực tốt nhưng không phải là một ạc chơi uy lực tồi. Đấy, trước khi vào đấu trường thì chúng ta cùng chạy túi đồ của bạn nhé. Mình sẽ dừng lại một vài cái túi đồ nào đấy nó giá trị, cái này mình mua luôn khỏi các bạn khỏi nhầm lẫn nhá. Đấy. Chắc chắn là cái đấy là phải chọn cái chắc chắn cái đấy là các bạn phải chọn kim cương. Đây là một hiệu ổn sách S-Max rồi. À này có trang à, mình xem nào. Mình đã đăng nhiều ảnh vẫn đăng lắm các bạn. Đây này. Tất cả cái này đều trong nằm trong gói Battle Pass. Nhiều mảnh vạn năng lắm. Đây 6 túi lớn nữa này. Gọi chung là hơn 1000 mảnh vạn năng các bạn nhé. Free Battle Pass tháng mới luôn. Bên dưới ấy còn rất là nhiều đồ. Các bạn tự ngó. Rồi rất nhiều túi kim cương. Hơn 100 kim cương đấy các bạn. Mèo à, khỏe thế. Lắm lực quá. Chúng ta vẫn còn siêu lợi tức luôn các bạn nhé. VIP 10. À, lực khỏe nhỉ. Thời điểm này mà bung vào team CS thì hơi bị ghê luôn đấy các bạn ạ. Nhưng mình nghĩ là thôi tạm thời chơi vần để chơi rune phím chịu hồn được năm đã. Mình thấy rune nó vẫn chưa thật sự là tốt lắm. 11 ngày lợi tức và 27 ngày siêu lợi tức các bạn nhé. Thì các bạn nên theo mình đánh giá thì nên dồn một ít vào rune. Sắp tới sẽ có 3 vần lớn được về đợt cuối năm thì các bạn dồn vào đồ nó sẽ lên nhiều. À này không thiếu kim cương. Tốc độ trường thuộc hạng 1x. Mình nghĩ rằng đánh vào top 0x là hơi khó đấy. Hạng 1x mình nghĩ là hợp lý nhất rồi. À, thử đánh vào hạng ông Dark Boon này xem thế nào nhé. Mình nghĩ là sẽ không thắng được. Thực lực lực chiến của chỉ đến thế thôi. Uy lực không quá cao, combo Maxima kết hợp với Saiki cũng không phải là vô địch. Đấy. Chưa kể đối phương mà có Cooler băng chẳng hạn như thế này thì sẽ bị khắc chế. 58.000 uy lực là một chỉ số khá yếu. Vị trí Major không có nhiều ý nghĩa ngoại trừ giảm công, sức sát thương của nó mình đánh giá thấp. Maxima thua y thì cũng mình nói rồi cũng yếu dễ bị giết chết thôi, bỏ qua chứ không thắng đâu. Toàn bộ thông tin nhạc mình đã check xong, bạn nào mà liên hệ mình trong số điện thoại hoặc link Facebook mình dưới phần mô tả video, dạng bao gồm toàn bộ mọi chi phí, đã bao gồm một gói Battle Pass miễn phí kèm theo lợi tức 11 ngày, số lợi tức tới 27 ngày, đội hình hơn 100k kim cương. Giá tròn 2 triệu các bạn nhé, bạn nào cũng liên hệ mình nhé.